Đây là thời điểm lửa cháy lớn bên trong cửa hàng FPT ở phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy xảy ra tối 28 tháng 4 năm 2024. Lúc này trên các kệ hàng vẫn còn nhiều hàng hóa, thiết bị. Sáng 29 tháng 4 năm 2024, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng FPT trên đường Lê Văn Thọ ở phường 11. Một nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên xác nhận cơ quan chức năng đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 4, một người đàn ông là người dân sống trong khu vực này đang ở trên lầu nhà của mình ở gần hiện trường vụ cháy, thấy khói bốc lên từ khu vực phía sau cửa hàng FPT nên nhanh chóng báo tin cho nhân viên cửa hàng. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong cửa hàng có 3 nhân viên. Các nhân viên đã kiểm tra và phát hiện đám cháy xuất phát từ khu vực kho hàng. Những người này tìm cách dập lửa nhưng không thành và kịp chạy thoát ra ngoài. Do bên trong cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy như điện thoại, máy tính, phụ kiện, đồ dựa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, bao trùm cửa hàng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã điều 3 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đội, phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tiếp cận hiện trường vụ cháy. Nhận định không có người mắc kẹt bên trong đám cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Khoảng 6 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu vụ cháy không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi 80 trên 120 m2 diện tích cửa hàng FPT cùng nhiều tài sản như điện thoại, máy tính, phụ kiện. Tổng thiệt hại chưa ước tính được thành tiền. Lực lượng chức năng đã bảo vệ phần còn lại của cửa hàng và ngăn không để cháy lan qua các cửa hàng kinh doanh lân cận. Hiện nguyên nhân vụ cháy cửa hàng FPT đang được tiếp tục làm rõ.